Thời gian gần đây tại tỉnh Bắc Cạn, công tác truyền thông về bình đẳng giới đã có nhiều thay đổi tích cực với những phương pháp sáng tạo và hấp dẫn hơn. Một trong số đó là việc áp dụng hình thức sân khấu hóa trong các hoạt động tuyên truyền, giúp nâng cao hiệu quả và tiếp cận được đông đảo người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, nơi mà nhận thức về bình đẳng giới vẫn còn hạn chế. Những chương trình giao lưu, diễn kịch, tiểu phẩm, sân khấu với các chủ đề liên quan đến bình đẳng giới, xóa bỏ định kiến, phòng chống bạo lực gia đình như thế này là hoạt động tuyên truyền do Hội Phụ Nữ các cấp tổ chức, thu hút được sự tham gia đông đảo của người dân. Được diễn xuất bởi chính những người dân địa phương, các vở kịch không chỉ mang tính giải trí mà còn chứa đựng những thông điệp sâu sắc về sự cần thiết của bình đẳng giới trong cuộc sống gia đình và xã hội. Tiểu phẩm của tổ chúng tôi là về chủ đề là tôi được làm là cho tôi làm chủ. Nội dung tuyên truyền là về bình đẳng giới này, về trọng nam khinh nữ, với lại phụ nữ có quyền làm chủ trong gia đình ấy, về kinh tế thì giúp mọi người là hiểu được quyền bình đẳng hơn. Nhằm nâng cao hiệu quả truyền thông về bình đẳng giới, Hội Phụ Nữ đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể ở địa phương lên kịch bản, xây dựng những tình huống thường gặp trong cuộc sống hàng ngày để tái hiện trên sân khấu, như việc phân chia công việc nhà giữa vợ và chồng, quyền được tham gia công tác xã hội, tham gia phát triển kinh tế của phụ nữ, quyền được học hành của trẻ em gái hay vấn đề bạo lực gia đình. Tất cả đều được thể hiện trên sân khấu một cách dí dỏm, dễ hiểu, nhưng để lại ấn tượng mạnh mẽ đối với người xem. Tôi là thấy là học hỏi được rất là nhiều về tình yêu thương vợ chồng với con cái. Thì chúng tôi sẽ muốn là sau này sẽ làm tốt cái chồng để nuôi con, nuôi vợ, để gia đình chúng tôi sẽ xây dựng hạnh phúc. Và chúng tôi sẽ tuyên truyền cho mọi người để biết là bình đẳng giới là công bằng, văn minh. Các đội thi chính là tuyên truyền viên để mà chia sẻ cái phương pháp, cách thức xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh. Đồng thời thì các đội thi còn lan tỏa được cái sự sẻ chia bình đẳng giới trong mỗi gia đình Việt Nam hiện nay. Có thể nói, việc sân khấu hóa trong truyền thông về bình đẳng giới đã chứng minh được hiệu quả vượt trội so với phương pháp truyền thống. Thay vì ngồi nghe các bài giảng khô khan, khán giả được hòa mình vào những câu chuyện sinh động gần gũi, từ đó dễ dàng tiếp thu và ghi nhớ những thông điệp truyền thông, góp phần tích cực vào công cuộc thúc đẩy bình đẳng giới tại địa phương.